Dạ em xin kính chào quý chị khách hàng nhé. Ở trước mặt quý chị khách hàng là những cái căn biệt thự mini nhìn thẳng hướng này ra là cái biệt thự song lập nha quý chị khách hàng nhé. Đấy, song lập và đơn lập. Thì ở đây thì anh Nguyễn lên quay cho quý chị khách hàng. Đây là đầu tháng 11 rồi, thì còn vài tháng nữa, 1-2 tháng nữa là mình bước sang năm mới 2024 rồi. Đấy thì năm nay bất động sản nó đứng quá quý anh chị khách hàng ạ. Đứng và chậm, nền kinh tế thì đang suy thoái nữa, cho nên là cái bất động sản nó hiện tại nó đang chững và đứng lại rất là nhiều. Đấy, ở thời điểm này thì khách hàng có rất là nhiều khách hàng ở giữa các dự án bán cắt lỗ, thậm chí nhà dân nhà lẻ bán cắt lỗ rất là nhiều, cho nên là nếu mà quý anh chị khách hàng nào mình có điều kiện đầu tư cũng như an cư thì nên ở thời điểm này mình nên đi xem, mình đi tham khảo, mình xem tham khảo rồi là mình đi khu vực này khu vực kia để mình tìm hiểu. Nếu sau này mình có cái nhu cầu mà về nhà ở thì mình có thể mình mua những cái căn mà hiện tại bây giờ đang cắt lỗ giá rất là thấp nha quý chị khách hàng nhé. Thì ở cái dự án biệt thự sân gốc Westlake này, Hạnh Nguyễn đang có rất là nhiều cái căn biệt thự mini, biệt thự song lập ký gửi. Trước đây là những cái sản phẩm của chủ đầu tư là 3 tỷ 1, 3 tỷ 2 một căn. Thì những cái căn đó hiện tại bây giờ khách hàng bán với giá cắt lỗ là 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 một căn. Đấy, giảm rất là nhiều. Cái này đã bao gồm phí 5% khi nhận sổ là đủ 100% rồi nhé. 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 là đủ 100% rồi. Đấy, thì những cái căn mà biệt thự song lập hồi xưa mua đi đâu đó khoảng 6 tỷ 8 thì bây giờ có nhiều khách hàng bán là 5 tỷ 2, 5 tỷ 4, giá cực kỳ thấp luôn nha quý anh chị khách hàng nhé. Đấy, cho nên là quý anh chị khách hàng nào nếu mà mình có nhu cầu thì mình cứ alo số điện thoại anh Nguyễn sẽ để trên màn hình và cái phần mô tả. Đặc biệt ở đây những cái sản phẩm của chủ đầu tư vẫn còn giá là 3 tỷ 6 một căn. Đấy, nhưng mà sản phẩm của chủ đầu tư thì quý anh chị khách hàng mình được thanh toán trả chậm trong vòng 24 tháng. Đó. Khi quý anh chị khách hàng mình thanh toán 20%, số còn lại mình trả chậm trong vòng 24 tháng và được chiết khấu 2%. Quý anh chị khách hàng mình thanh toán mà 50% được chiết khấu ngay 6%, phần còn lại mình trả chậm trong vòng 12 tháng. Và nếu mà quý anh chị khách hàng mình thanh toán đủ 95% sẽ được chiết khấu ngay là 11%. Đặc biệt ở cái thời điểm này thì quý chị khách hàng nào mình mua thì Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý chị khách hàng thêm 50 triệu vật liệu xây dựng nhé. Và quý chị khách hàng nào mình có nhu cầu hoàn thiện nhà thì cũng alo cho bất động sản Hạnh Nguyễn, số điện thoại Hạnh Nguyễn sẽ để trên cái màn hình vào cái phần mô tả. Quý chị khách hàng mình có nhu cầu thì cứ alo cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Và xin kính chào quý chị khách hàng, hẹn gặp lại quý chị khách hàng ở video tiếp theo và một dự án tiếp theo nhé.